khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Ở vòng này cũng giống như vòng 1, người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng của mình trước khi nghe thông tin của vòng 2. Và bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số bao nhiêu? Số 5. Số 5. Đoán xem số 5 có bao nhiêu tiền? 25 triệu. 15 triệu. Hồi nãy số 3 là 5 triệu, số 5 thì tất nhiên phải nhiều hơn số 3 đúng không? Dạ. Nên em đúng mà anh, 25 triệu. Đúng không? 15. Bây giờ sẽ là thông tin của vòng 2. Vui vì nào? Minh Đạt, bạn có ấn tượng gì với môn võ thuật này không? Môn võ thuật này là ấn tượng, đó là một cái chiêu gọi là cắt kéo. Có hai biểu diễn chạy lên xong kẹp vô cần cổ á. Đúng rồi. Bay lên kẹp cần cổ xong lật xuống. Dạ. Hẹp. Đúng rồi. Kẹp 3-4 người bong bong bắp. Đúng rồi. Lật. Vô Vi Nam thường là các thế để vật xuống anh hả? Thường là các cái thế nổi bật và nó mang tính tượng trưng cho môn võ này. Đó chính là những thế kẹp cổ giống như Minh Đạt nói. Vô Vi Nam có nghĩa là võ Việt Nam. Vô Vi Nam, em ví dụ cho anh những cái thế kẹp cổ đơn giản nè. Sao? Anh có thể thực hiện khi mà anh gặp người xấu ngoài đường đó anh. Sao? Thế ví dụ nào? Mà người ta làm như mình kẹp cổ tặng vậy. Kẹp cổ thấy được quá là chết liền luôn đó, đơn giản thôi, hiệu quả. Đấy là bố cổ, không gọi là kẹp cổ. Kẹp mà, kẹp mà. Ví dụ như gặp ăn cướp thì sao? Đừng ăn cướp nữa, đừng ăn cướp nữa. Thì này đưa nhéo cho cổ mẹ, tao nhéo cho cổ mẹ, lấy cái cổ mày ra. Em thật là mạnh mẽ, anh càng ngày càng thấy em càng mạnh mẽ chưa à. Em có mấy cái chiêu hay đó. Kẹp cỡ vậy nào. Xin mời, chúng ta đang có 4 người đàn ông ở đây. Tất nhiên võ thuật thì dành cho cả nam cả nữ, nhưng thường thì những người đàn ông họ sẽ đam mê võ thuật hơn phụ nữ. Và chúng ta còn một người phụ nữ và 4 người đàn ông. Vấn đề bây giờ chúng ta lựa chọn ai? Dùng quyền loại trừ đi. Trợ giúp loại trừ được sử dụng. Hai người chắc chắn sẽ không phải có kỹ năng hoặc không phải là võ sư, võ sinh Võ Vi Nam. Đó chính là số 3 và số 4. Chúng ta còn lại số 2, số 5 và số 6. Thật ra nếu là tôi cũng sẽ không lựa chọn số 3 và số 4. Bây giờ loại trừ cũng như không vậy. Dạ thì đó, hai cái tình nghi còn lại của em là có lẽ là anh số 2 với lại anh số 5. Quang Trung chọn số 2 và số 5. Riêng bản thân em á thì em chỉ nghi ngờ anh số 2 thôi, và em nghĩ là ảnh. Tại vì sao? Cái dáng đứng của ảnh, cái tướng của ảnh, cái tay của anh đang cầm nắm lại, và cái tay ảnh có rất là nhiều gân guốc. Ở đây là những người tập võ, cái tay người ta chắc lắm, rất là chắc. Và những người tập võ em thấy á, hiếm khi nào người ta đứng như vậy. Đứng vậy lúc nào người ta cũng đứng dang rộng bằng vai hết. Cái thế lúc nào cũng vậy hết. Thì em nghĩ là anh số 2 đó. Anh là anh nghĩ số 6. Em cũng hơi nghi anh số 6. Cái tự nhiên không, cái này là suy nghĩ rất là mắc cười của em trong đầu. Tạo dáng rất là cao bồi. Đó, rất ngầu ha. Đôi khi chậm nhìn nhau rồi hả. Hồi nãy em nghĩ cái này thoáng ở trong đầu anh Đạt. Mà hơi du duyên, hơi mắc cười. Tại vì em thấy anh số 6, ảnh có vẻ mảnh khảnh hơn hai anh kia. Em sợ anh kẹp đau. Số 6 thì thấy anh thấy số 6 là anh sợ anh kẹp vô cái chân, anh kẹp vô đau. Không, mà có thể nghĩ thoáng ngoài vậy thôi. Cho nên em loại ảnh. Như vậy là Puka thì chọn số 2, Quang Trung thì chọn 2 và 5, và Minh Đạt thì lại đang lăn tăn với số 6. Đặc biệt là khi nghe ban bình luận nói như vậy thì đương nhiên lăn tăn là phải, bởi vì vòng trước họ giúp và họ cùng bạn chiến thắng. Số 6 đi. Nào. Chốt. Số 6. Số 6. Nào, kết quả. Thấy không? Chính xác. Em nói anh số 5 mà. Em nói rồi mà. Trời ơi, tôi không tin luôn á. Trời ơi. Em nói anh số 5 đã đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đã thấy cái sự lật mặt chưa? Tôi không tin luôn á. Anh số 5 nhớ trời. Mình em chọn anh luôn đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hồi nãy không nói với tôi trước, làm sao mà kêu tôi chọn, tôi biết được tôi chọn đâu. Hên là nãy anh không nói em chọn chứ, anh nói em chọn là em chọn đúng anh rồi. Thì đó, xui ghê á. Xui cho chị. Không có gì với nhau rồi chưa? Tôi không tin luôn á trời. Tụi em giả bộ vậy đó anh. Tụi em cho giả khán bộ. Giả có cái nhìn mà coi như là nhiều chiều. Nhưng mà hồi nãy Buka là đón số 2, Buka cũng hùa theo chung luôn. Buka em lại nói là thấy chưa thôi chứ em có nói thấy cái gì đâu. Ý là em là thấy chưa, em sai rồi đó. Này, bên này là thấy rồi. Thấy rồi, thấy sai lắm rồi. Nhưng quan trọng bây giờ cái sai đó nó dẫn tới việc rơi bao nhiêu tiền đây? Nè, cái này hồi nãy cho cao lên, bây giờ càng nhỏ càng ổn. Lúc đây Quang Trung đoán anh em đấy. Không, này từ 1 triệu hả? 1 triệu. Nào, hãy cùng xem số tiền.
triệu. Ngay từ đầu em đoán 15 triệu, anh cũng đoán 15 triệu đó. Thì đó, đi xa quá, 15 triệu đi xa quá. Trong hồi tôi lên tôi giờ công số 5 luôn á. Nào chàng trai, come on baby. Và chúng ta xin được mời bạn số 5 tiến lên phía trên. Bây giờ bạn hãy giới thiệu về mình rõ hơn, cũng như bạn đã tập hay là dạy Võ Vi Nam được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em xin chào mọi người. Dạ, chào Vuka, chào anh Quang Trung và chào anh Đạt. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đức Anh. Hiện tại em đang là một vận động viên môn Võ Vi Nam. Em đang thi đấu cho đội tuyển quân đội và đội tuyển Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Em tập Võ Vi Nam từ năm lớp 9. Hiện tại năm nay em 27 tuổi rồi. Thực ra mà nói thì thể thao thì đã vất vả, nhưng võ thuật thì còn vất vả hơn. Đối với một người võ sĩ đổ ra rất nhiều mồ hôi để luyện tập, đôi khi có cả máu. Nếu có huy chương thì không sao, nếu không có huy chương thì sẽ bị lãng quên. Còn nếu có huy chương đi chăng nữa thì cũng chỉ khoảng 5 ngày, 1 tuần rồi mọi người cũng không còn nhớ tới mình nữa, ngoài những người thân của mình. Nhưng những chấn thương ấy thì nó vẫn sẽ diễn ra hàng ngày. Và đến một độ tuổi nào đó thì chúng ta cũng sẽ không thể thi đấu được nữa, bởi vì nó liên quan tới thể lực, liên quan tới cái sự dẻo dai. Dạ thì trước mắt em tốt nghiệp thì em sẽ vẫn tiếp tục cái đam mê của em. Thì khi nào mà cái niềm đam mê của em nó không thể tiếp tục nữa thì em sẽ chuyển qua một cái hướng đi dạy hoặc là một huấn luyện viên. Và bạn đã sẵn sàng mang tới một phần trình diễn chưa? Sau đây em cũng xin vào chuẩn bị để mang đến cho quý vị khán giả và khách mời được thưởng thức một màn biểu diễn của môn Võ Vi Nam. Có chiêu nắm đầu luôn hả? Tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn.